Rồi thì mấy anh em thử xe xong hết rồi đó anh em. Rồi bây giờ chạy lên để mình cài cái khung số máy, mình giao xe để... Rồi sẵn ra mình quay cho anh em cái hình thức mua xe bên Minh luôn thì nó cực kỳ dễ luôn nha anh em. Thì đây là chủ xe nha anh em, chủ xe tương lai. Và tương lai có mua thêm chiếc nào nữa không? Hả? Để mua thêm đồ mua thêm hả? Nói chung xe bên anh là mua một lần coi là ok, là lần sau là ấy rồi, không cần phải xem xét gì nhiều, tốn phí, anh nói thiệt, tốn phí. Tại trước khi mua là bên anh cũng coi kỹ rồi, giống như anh mua cái xe của em vô thì bên anh cũng phải coi thôi, chết rồi đầy đủ. Rồi bây giờ thì mình làm hợp đồng, em cài số khung số máy xe. Hôm nay ngày nhiêu ra? 27 à? 27 tháng 8 đúng không? Là bây giờ em lấy xe luôn đúng không? Bây giờ hôm nay là chủ nhật nha anh em, chủ nhật cho nên mình ở nhà mình mặc đồ thoải mái xíu ra. Anh em nó qua mua xe được cho nên thứ hai mình mới thứ hai mình ký giấy luôn ha. Thứ hai nhưng mà mấy giờ thì anh làm việc? Thứ hai hay thứ tư? Thứ tư đi. Thứ tư tại vì xin giấy đặt thế tờ đúng không? Đưa mượn căn cước anh ghi vô. Anh em mua xe thì cứ yên tâm ha, thì giấy tờ bên mình là xử lý cho anh em, cái gì cũng dễ anh em. Quan trọng là mình biết hướng mình xử lý căn cước á, căn cước để anh ghi vô. Rồi đây, Bùi Thiên Ngân. Chạy xe này cảm giác nó sao? Thì nó dễ hơn so với xe sport kia một chút. Ngồi sau sướng đúng không? Anh ngồi sau sướng đúng không? Ngồi sau giống như SH vậy đó. Số điện thoại bao nhiêu? 078. Gửi gì nữa? 238. Gửi gì nữa? 9988. Rồi. Địa chỉ là ở Tân Bình hả? Tân Bình. Giờ anh cọc nhiêu ta? CB150X giờ cọc nhiêu? Thấy anh nói cọc nhiêu đó. Nhiều. Vậy 10. Ừ 10. Là có tiền mặt không hay là chuyển khoản? Chuyển khoản. Ừ. Không có tiền mặt. Cộng 10 triệu ha. Khi nào ký giấy tờ? Tờ 2C. Và trả lại cọc. Thì ăn để lại xe R15V4M rồi. Cái này anh phải giữ lại để anh xin cái giấy độc thân. Thì giấy tờ bên mình là mình cứ hướng dẫn anh em giải quyết hết. Thì đây là kinh nghiệm chia sẻ, là lần đầu tiên anh chạy cái này thoải mái, nhẹ đúng không? Nhìn nó bự nhưng mà nó nhẹ, nhìn nó to nhưng mà nó lại nhẹ hơn con nó dễ hơn, nhưng mà đi nó sướng, đảm bảo đi xa anh em. Con này đi xa rất là sướng, quay cái con xe cho anh em coi, con xe này đi xa rất là sướng. Thì mình quay để cho anh em biết cái thủ tục mua xe bên mình và bên mình check xe thế nào. Thì rất là đơn giản anh em, nói chung là chủ yếu là anh em hỗ trợ nhau là được hết anh em. Rồi ok, để cài số khung số máy xong rồi giao xe đem về thôi. Rồi để từ từ. Xin cái gì ạ? Cho về xe. À đúng rồi thì phải đưa chứ. Xong em sẽ cài số khung số máy xong là em bỏ vô đây hết cho anh luôn, anh giữ hết. Tới cái ngày ký giấy á, anh đem hết cái này ra ký với em. Đi với anh thôi đúng không? Đúng rồi, đi xe thường cũng được, không đi xe này cũng được. Được thì đưa lại em cái biển số luôn. Là hôm đó hả? Đúng rồi, để em đưa cho chủ người ta nộp hết cho mình, ta thu hồi cho mình. Rồi khi mà ta thu hồi xong á, là nó sẽ có một cái tờ giấy, rồi em đưa anh lại cái tờ giấy đó. Thôi rồi, đi luôn, hôm đó chắc đi luôn cái xe này cho nó tiền. Không, rồi biển số đâu chạy về. Hiểu không? Tháo biển. Còn nếu mà muốn để đi vài bữa thì hẹn ngày ký xe dịch ra.
Ví dụ em muốn trải nghiệm tuần 2 tuần nữa, tại vì khi mà làm cái thu hồi là công an nó sẽ hẹn mình tuần 2 tuần mình mới lấy giấy đó về. Mình không có biển số mình đi, phải có cái giấy thu hồi đó để về anh mới gắn cái biển định danh anh vô được. Hình dung chưa? Hình dung là cái vụ mà bây giờ anh muốn đi vài bữa để trải nghiệm thì mình hạn cái lịch ký ra, tại vì á mình mà ký xong á mình không làm thủ tục thu hồi á sau 30 ngày là phạt mình 1 triệu á. Giống như hôm thứ tư thì em lên nộp cái giấy tờ tập thân để làm cái giấy tờ mua bán xong. Đúng sau rồi. Ngày hôm đó là em tự đi đăng ký xe lại. Không. Bên đây phải làm thủ tục thu hồi cho bên anh nữa. Có nghĩa là khi mà ký cái giấy tờ mua xe này xong, để giải thích cho mấy anh em trên kênh, khi mà ký mua bán xong thì bên em phải đi làm thủ tục thu hồi, là bên em lấy biển số cà vẹt này trả lại cho công an ở Bình Thạnh. Thì trong cái thời gian trả, công an nó sẽ hẹn 1 tuần mình tới 2 tuần để nó trả mình cái tờ giấy thu hồi. Mình có cái tờ giấy thu hồi đó rồi mình mới về bấm biển mới. Hình dung chưa? Mà trong cái thời gian đó thì anh sẽ không có biển. Ý em ở đây đang nói là khi mà anh muốn chạy xe, anh đang cái cảm giác mình mới mua xe, mình muốn chạy để mình cho đã nư á, ghiền ghiền á, thì mình dời cái lịch ký ra 1 tuần cũng được, không sao. Thì bên em hỗ trợ cỡ nào bên cũng phải ký cho anh thôi. Còn bây giờ ký rồi bắt buộc mình phải làm cái thủ tục thu hồi đó. Hình dung vô, mà khi làm thủ tục thu hồi thì không có biển số để anh chạy. Anh chạy ra đường là công an lụm. Cái chừng nào có tờ giấy thu hồi thì công an trả xe cho anh. Đó. Đó thì tự anh quyết định. Đó. Còn bên em thoải mái, ý là nói để cho anh em thoải mái, là cho anh em dễ hiểu. Rồi hình dung ra chưa? Còn riêng con xe của mình, xe của anh thì em làm xong hết thủ tục giống như xe này rồi anh chỉ đem đi nộp thôi, tại anh nộp lại là cái biển số đó là của anh, hiểu không? Cái biển số là của anh suốt đời á. Nhưng mà nộp là mình nộp ở cái địa chỉ anh ở đâu thì anh nộp ở đó. Ví dụ nãy anh ở Tân Bình thì anh về Tân Bình nộp thôi là xong rồi. Nói chung là mình đồng mà anh nộp xong thì công an nó cũng hạn, nếu như mà quan biết thì ấy, còn nó hạn chắc 1 tuần 2 tuần gì đó, rồi anh lên lấy giấy thu hồi đó về anh đưa cho em là xong rồi, hết nhiệm vụ là xong, mình cắt đứt. Có nghĩa là xe ai nấy làm rồi đó, còn cái thủ tục này bên em sẽ lo hết cho anh. Anh hình dung nãy giờ em nói anh hiểu chưa? Hiểu, cơ bản là nói chung là em sẽ lo hết. Còn cái xe của anh là anh chỉ đi nộp thôi là xong. Ừ. Hiểu chưa? Còn mấy xe đó em đang làm cà số khung để anh để chuẩn bị đủ thủ tục. Tại vì vài bữa mất công á, bây giờ em không cà thì mai mốt á là nó sẽ anh chạy xe lên chạy xe xuống cực. Bây giờ em cà luôn một lần em bỏ đây, rồi vài bữa mình ra ký giấy mua bán xong rồi mình nộp thôi, đơn giản. Hôm đó chỉ cần mình tháo cái biển ra đưa cho mình thôi. Đúng rồi, tháo biển đem hồ sơ luôn, chừng nào ký thì tháo hết đem bỏ đây. Rồi ký tháo hết đem bỏ đây, rồi xong rồi em cầm này em với chủ xe lên nộp cho anh là xong, là nhanh gọn không có gì hết nữa. Cái phần giấy tờ thì mình không cần thì đó thì đó, rồi xong thì anh chỉ việc anh bấm biển thôi, bấm biển mới thôi. Còn xe của anh bán cho em thì nó cũng đơn giản vậy thôi, anh cũng đem nộp rồi thôi, rồi xong đơn giản rồi. Không chắc phải bấm cái mới á. Cái biển này là định danh sau nữa. Cái biển kia thì chừng nào mà anh nộp xong rồi sau này anh mua xe khác thì nó bấm vô định danh. Không, không phải. Một người có nhiều biển số định danh. Anh em hình dung không? Anh có nhiều biển thì sau này anh muốn lấy cái biển nào anh lấy. Chứ không phải là ép buộc. Nãy có giải thích cho anh cái vụ đó 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 đó. Một người là có nhiều biển rồi, biển chưa chắc biển đẹp là đã vậy vậy đó. Hiểu rồi, hết rồi đúng không? Rồi đơn giản thôi. Rồi bây giờ lấy xe chạy. Rồi anh có gì nhắn Zalo cho em. Mà nhớ tranh thủ xin giùm em có giấy xác nhận độc thân nha. Đó. Rồi quay cái con R15M, ảnh bán cho mình con R15M. Rồi ảnh mua con CB150X. Đó, với lý do là đã chán sport rồi, đổi qua dòng thoải mái. Em quay con R15. Và anh em nào mà cần R15M ra mình quay dòng cho anh em coi. Xe mình mua chính chủ nè anh em yên tâm, giấy tờ đồ dễ, đơn giản làm, đơn giản lắm anh em. Sao nó bị nhòe với em? Nè. Cái bị nhòe hết số à? Mất số luôn. Rồi ok, rồi mình up clip ở đây ha, lát rồi mình ra quay xe ngồi kia vòng cho anh em thấy xe đẹp. Rồi thì bây giờ mình giao xe cho anh em ha. Có muốn bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì gì cứ chạy qua anh nha.
Rồi. Bảo dưỡng bảo trì cứ chạy qua anh cho nó rẻ nha, lại mình xài đúng cái cấp nhớt của nó. Đổ sai cái là nó máy nó không có ngon. Rồi vô lấy giùm anh cái áo thun. Size này chắc size bằng anh á. Ừ, size nhỏ. Mít mở rồi đúng không? Mở hết rồi đúng không? Rồi ok. Quá đẹp. Chưa bóc siêu mà. Mấy cái này là của chủ trước để lại thì em không tin, em nói ổng đi, ổng mua xe em không có đi. Đẹp mà. Chờ anh lấy đưa em cái áo nè. Ở trong là anh vệ sinh sạch sẽ hết luôn á, chưa chắc cái, tại vì cái xe mà khi em nhập khẩu về là ở trong nó đã có bụi rồi, nó vận chuyển đường tàu thủy rồi á, ở trong có bụi rồi. Họ gửi anh em nè. Cái này là lúc đầu mua về là như cái dây keo đúng không? Áo mô tô đúng rồi. Đây nè, đó, quá đẹp. Đẹp không? Mặt chạy hơi bị bóp bét luôn á. Rồi ok, anh em đi cẩn thận nha. Rồi cảm ơn anh. Sau này đi chén hay muốn đổi gì cứ liên hệ anh. Thì anh có thu lại mà, nếu như mà xe biết giữ. Giữ rồi kỹ càng rồi, hoặc là muốn up CC hay là muốn đổi xe khác, hay là lâu lâu tự nhiên thấy bây giờ tôi chán mô tô quá, bên anh Minh có chiếc tay ga về là qua lụm luôn. Bữa có đó, bữa có về con AB 1000 mấy cây á, ông kia em chạy mô tô cũng vậy thôi, bây giờ em đổ qua tay ga để chở vợ đi, vợ khỏi chửi. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi, có cái sự cố hay là vấn đề gì á thì cứ alo. Ngồi sướng á, ngồi con này quải gì đậu luôn á. Ngồi con này rồi, cảm ơn nha. À, anh em không thấy không, mình bán xe thì hỗ trợ anh em hết mình, anh em cứ yên tâm, đừng có cái thắc mắc cái gì hết á. Anh em đừng có thắc mắc cái gì đó, mọi thắc mắc là để có mình lo. Kể cả anh em đi xe mà lỡ có vấn đề sự cố trục trặc gì mình vẫn lo được anh em. Phụ tùng rồi, trừ một cái này là khi anh em tai nạn đâm đụng thì bên mình không có lo được thôi. Lo nhưng mà hỗ trợ anh em sửa chữa thôi chứ không có mua lại. Rồi hỗ trợ anh em chở về thì được, nhưng mà chạy xe thì xe đẹp nhắn anh em, xe đẹp thì chạy từ từ thôi cho người ta ngắm nữa. Rồi thôi bây giờ mình nghỉ ngơi, bữa nay ngày chủ nhật vui, anh em tới chơi là vui rồi, mặc đồ thoải mái cho nó bình dị anh em. Rồi ok, cảm ơn anh em, chúc anh em nhiều sức khỏe nha.